Thưa quý vị và các bạn, còn ở khu vực miền Bắc thì trước diễn biến phức tạp của vùng dịch cũng như là liên tiếp trong những ngày vừa qua thì thành phố Hà Nội phát hiện các ca nhiễm mới từ vùng dịch trở về và nhiều ca liên quan đến các hàng quán dịch vụ. Hà Nội quyết định từ 0 giờ đêm ngày hôm qua rạng sáng ngày hôm nay là 13 tháng 7 đã dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về. Thực hiện dừng triệt để đối với các hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Thành phố cũng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học, tập thể dục nơi công cộng, hàng rong, trà đá vỉa hè, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tăng mức phạt cao nhất, yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần. Thành phố yêu cầu người dân từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc các vùng dịch khác hoặc có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nêu trên phải khai báo y tế đầy đủ, trung thực, phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi trở lại thành phố. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đi vào các địa bàn có dịch nêu trên vẫn phải thực hiện xét nghiệm trước khi trở lại thành phố.